Còn này nếu mà một người dùng lấy hết một lọ này được thì là nó tốt nhất, mình tiết kiệm ấy, còn mình lấy ít thì nó cũng không không được, không chỉ mình đều nó đẹp một người một lọ một lần. Sản phẩm cái phấn này ấy thì là nó chỉ là đẹp tạm thời trên da mặt thôi, bởi vì là cái tầm PP nó không thể không nên đưa sâu vào trong cái da của mình thì nó không tốt. Đấy thì là như chị vừa chia sẻ là mình cứ khoảng 10 ngày mình sẽ làm một lần cái phấn một lần, thì cái thời gian thì nó nói chung là cái này thì nó không được lâu như là mình ăn kim dưỡng chất tế bào gốc kia. Cái này thì nó chỉ có thời gian thôi, nó chỉ có tác dụng một thời gian thôi, bởi vì cái phấn này thì nó chỉ ở trên bề mặt mình thôi, có thể nên đưa sâu vào trong da được, thì là khi mình rửa mặt ấy thì một thời gian là nó cũng sẽ bị trôi hết đi. Một thời gian